ơi, bây giờ không có đồ làm sao con chụp hình được đây Tám? Làm sao chụp hình giờ Tám? Do gì Tám nè? Đợi chút xíu đi, nó trả con rồi con chụp. Ê, mà nãy nói ổng tên gì vậy? Tên Hoàng Dĩnh. Chúc mừng Hoàng Dĩnh trở thành kỹ sư nông nghiệp, cha tự hào về con. Trời ơi. Ủa nói nghe nè, mà ông Dĩnh ổng off fan club hả? Ổng nghệ sĩ nổi tiếng hả? Công nhận á, bạn của Tám làm hơi lố. Cả trường đều tốt nghiệp chứ phải có mình con trai ổng đâu. Trời ơi. Ủa, ổng chưa tốt nghiệp mà. Hả? Hả? Ông Hoàng Dĩnh á, ổng chưa tốt nghiệp. Cái gì? Bay nói thiệt không? Trời ơi Tám ơi, một năm á ổng học có mấy buổi à? Ổng nợ quá trời môn. Chính vì vậy á mới lấy bộ đồ tốt nghiệp của con nè. Cũng tại Tám á, hồi nãy con đang định nói vậy thì Tám với lại bà nữa, không có cho người nói quen gì hết. Thôi giờ vậy, bỏ qua đi, đừng có nói tới nữa. Bây giờ mình có xuống dưới nói với ổng á cũng không được gì đâu. Thôi thôi, mình đi ra chỗ khác, có gì lát mình chụp hình sau nha. Thôi, nghe lời Tám đừng có nhắc tới. Coi kìa, làm như thủ khoa luôn vậy Tám. Thôi thôi, cũng tội nghiệp cho thằng Dĩnh, đừng có nói gì hết á. Lúc này là lúc mà mình không có tiện nói đâu. Thôi vô qua đây ngồi, mai con nghe lời Tám, lát mình chụp hình sao nha. Mắc gì mà tội nghiệp ổng, tội nghiệp cha ổng chứ tội nghiệp ổng gì. Thôi bỏ qua, đi đi đi. Trời ơi, vậy mà tưởng đâu đi. Là thủ khoa. Rồi mình ngồi đi, chừng nào ổng mới trả đồ. Dĩnh, con coi kìa. Nè, hôm nay là tía kêu bà con lên nè, để mà chia vui với gia đình mình. Rồi mướn cái xe chạy bá luôn nè. Nhưng từ nhưng bây giờ về đó bất tử chứ tía. Vậy luôn, bất tử dữ vậy. Trời ơi, con về là con phải thắp nhang cho má con. Trời ơi. Rồi xong á, mày lấy cái bằng tốt nghiệp của mày, mày để trên bàn thờ má mày. Đã chờ cái này lâu lắm rồi đó con. Khoan đã, đứa con phải cởi bộ đồ trả lại cho trường đã chứ. Mượn vài bữa hẳn trả. Đâu có được, trường nào mà cho vậy tía. Bây giờ mày... ấy, cái nón của con. Ủa rồi cái bằng đâu? Cái bằng tốt nghiệp đâu? Hả? Trời, hồi nãy tí kéo con quá, chắc nó rớt ở trong đó rồi. Bây giờ tí với bà con đi về trước đi. Còn con trả cái bộ đồ, con kiếm cái bằng xong con chạy về sau. Thôi khỏi. Nhưng mà... tía với má mày, chờ đợi cái ngày này lâu rồi. Bây giờ nè, vô lấy cái bằng đi, tí chờ tiếp. Đi đi. Trời, nhưng mà... trời, tí... Nè lên đi, tí đứng đây, tí chờ. Tí chờ cô xíu nha. Ê, ừ. Ba của Hoàng Dĩnh kìa. Cô xin chụp tấm hình đi. Đi đi. Chú đúng là người ba tuyệt vời luôn á. Dạ, chú cho tụi con chụp tấm hình nha. Rồi. Chụp nha chú. Hai, ba. Nè, ông Cao ông chụp đi. Đi đây. Rồi. Hai, ba. Đó, Tám thấy chưa? Vợ chưa có đi chụp hình nữa kìa. Con chờ chút xíu đi, còn sớm mà. Trúc. À kìa. Tới rồi kìa. Cảm ơn nha. Tôi cảm ơn lắm luôn á. Ơn nghĩa gì? Mà tía không biết chuyện này chưa? Chưa, tôi chưa có tiện nói cho tía tôi. Ở đây đông người quá mà. Trời ơi, đông người quá hả? Không tiện nói hả? Vậy mà dám lấy đồ của người ta giữa cái trường này luôn. Ừ. Thôi mà cô gì đó, tôi xin lỗi cô Mai đúng không? Không phải Mai. Được rồi, xin lỗi mà có gì đâu cô căng dữ vậy. Vì Tám không muốn xen vô chuyện gia đình của con. Nhưng mà con phải lựa lời để nói cho tía con biết sớm đi. Chứ giấu lâu không có được đâu, tội nghiệp ổng nghe chưa. Dạ con biết mà Tám. Nhưng mà trước mắt Tám cứ giữ bí mật này giùm con đi. Tại hôm nay đông bà con dưới quê lên quá, con mà nói ra tía con quê tội nghiệp. Con tính là chờ về quê con nói cho tía con nghe. Dạ Tám giữ bí mật giúp con nha Tám. Không. Thôi không mà con. Tôi xin lỗi mà. Dĩnh ơi, Dĩnh. Đây đây, con xin lỗi. Tụi mình là sao rồi Dĩnh? Thôi xin lỗi mà. Dĩnh nè, Trung. Ủa mày làm gì vậy? Mày sao vậy? Phải. Nàng Trung, bạn con, bạn thân con. Sao vậy? Đi đi. Qua đây, qua đây. Tí mày đâu? Ông đứng ở dưới kia kìa. Chưa có bị phát hiện. Nhưng mà giờ đang đứng ở đó chờ tao. Bắt tao về quê liền luôn đó. Vậy hả? Không sao. Mày để tao chút. Tuy vậy quá phải kè. Nó không có được sắc sảo lắm, nhưng không ai phát hiện được đâu. Qua bàn tay nhào nặng của một sinh viên sắp tốt nghiệp như tao nè. Ba bốn của mày bảo đảm là không thể nào phát hiện được đâu. Không hổ là bạn thân của tao. Cảm ơn mày nhiều nha. Trời ơi, ân nhân của tao. Chưa hết đâu. Mày mốt á, mày thừa kế tài sản qua mày rồi á, trả công tao là được. Không, chuyện nhỏ. Đi.
trời ơi, hết nói nổi luôn. Trời ơi, về thấy không, ổng có nguyên một cái ekip phía sau hỗ trợ ổng làm cái chuyện sai trái như vậy luôn á. Đó, biết vậy hồi nãy con nói là được rồi Tám. Tại Tám không á, kiểu này dễ gì ổng chịu thú nhận với tí ổng. Không khéo là con với dì Tám á là thành đồng lõa. Ông bố ổng có một đứa con trai à, cho nên ổng kỳ vọng vào nó lắm. Nếu mà nói ra như vậy tội nghiệp cho ổng. Thôi để từ từ coi làm sao. Con thấy không nói bắt bố mới tội hơn á. Thôi nè, thay đồ chụp hình đi, rồi Tám quay clip cho má con coi. À đúng rồi, đây để tôi phụ cho, mặc đi. Có hẹn với yêu thương phát sóng 20 giờ mỗi ngày từ thứ hai đến thứ bảy trên truyền hình Vĩnh Long 1, phát sóng song song và xếp lại độc quyền trên ứng dụng THVLI.